Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Trước mặt các bác đây là chiếc đèn chiếu logo. Hôm nay em sẽ giới thiệu qua một chút về chiếc đèn chiếu logo này. Chiếc đèn nằm xuống. Thì bề ngoài của chiếc đèn chiếu logo này toàn bộ là làm bằng nhôm hết các bác nhé. Dưới đế này thì nó sẽ có một sợi dây nguồn vào. Bên hông bên này thì nó sẽ có một cái công tắc các bác nhé, cái công tắc để tắt và bật cái motor để quay cái logo, tí nữa em sẽ giới thiệu qua về nó. Dưới này nó sẽ có một bộ phận cấp nguồn cho chiếc bóng ở trong này. Đấy. Đây là chiếc motor mà em bảo khi mà tắt mở ở chiếc motor này. Đấy. Bên trên thì nó sẽ có một cái nòng thấu kính để các bác có thể điều chỉnh zoom tạo độ nét các bác nhé, quay ra quay vào. Ở đây nó có một cái góc để các bác điều chỉnh góc mà các bác mong muốn, thì đi kèm nó thì nó sẽ có một bộ vít, trong đó có gạt nở để về các bác có thể bắn vào tường. Đấy. Tiếp theo là nó có thêm một cái lục lăng để các bác siết chặt cái góc mà các bác mong muốn. Đấy. Như này thì cái này nó đi theo. Rồi tiếp theo em sẽ đặt đèn lên. Rồi, đây. Đây trước mặt các bác đây là cái logo của anh làm về điện thoại. Thì có cái trong cái tên logo này thì có địa chỉ luôn là 138 Hoàng Ngân các bác nhé. Thì cái logo này có hai màu, một màu đen và một màu vàng. Thì trong cái video lần này em muốn trả lời một số cái thắc mắc cho các bác về. Thứ nhất là chiếu được xa bao nhiêu mét. Thứ hai nữa là cái bán kính khi ra nó to hay nhỏ. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ trả lời cái câu hỏi đầu tiên là thứ nhất là con đèn này chiếu xa được bao nhiêu mét các bác nhé. Thì con đèn này chiếu xa được khoảng 20 mét. Đấy. Thì trong cái phạm vi 20 mét này nó sẽ chiếu cái màu đèn nó sẽ ra nó được nét nhất và ổn nhất và ok nhất. Và câu hỏi thứ hai là chiếc đèn chiếu logo này khi mà chiếu ra thì cái bán kính của cái logo kia được khoảng to không và được khoảng bao nhiêu mét. Đấy. Thì em sẽ lấy một cái ví dụ cho cái câu hỏi thứ hai này. Như các bác thấy thì là em đang đặt cái con đèn này ở dưới đất và em sẽ đếm cái viên gạch ở dưới sàn này xem là được bao nhiêu mét nhé. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên, 7 viên, 8 viên. 8 viên này mỗi cái viên gạch này là 40 phân. 40 phân là 48, 3m2. 3m2 thì coi như chiếu lên bờ tường kia là thành 3m rưỡi đúng không bác? Coi như là được 3m rưỡi. Thì như các bác thấy thì là cái bán kính của cái logo này nó ra được khoảng 1m. Đấy. Nhưng khi mà các bác chiếu xa hơn, em lấy một ví dụ, chiếu xa hơn cho lên cái bờ cầu thang này thì nó đã được hơn 1m rồi. Đấy. Đấy. Như các bác thấy. Thì từ cái đích là cái đèn mà các bác muốn đặt cho đến cái điểm đích mà các bác muốn dọi đèn chiếu logo, nó xa tầm khoảng mười mấy đến 20 mét thì cái logo nó càng to. Khi mà các bác để gần thì cái logo nó sẽ rất là nhỏ. Một cái ví dụ tiếp theo, ví dụ như các bác để gần như này thì cái thấu kính, cái logo nó ra được rất là bé. Như bác thấy rất là bé. Các bác để xa hơn này, bắt đầu nó to hơn này, xa hơn tí nữa này, nó to hơn này, xa hơn tí nữa này, to hơn đúng không ạ? Đấy. Đây là một ví dụ để các bác trả lời cho cái câu hỏi số 2 để các bác quan tâm nhất và hay đặt câu hỏi nhất. Đấy. Thì là nó sẽ phụ thuộc vào cái điểm mà mình đặt đèn và đích mình muốn xoay đèn. Nếu nó gần quá thì cái logo này sẽ không to được nhá. Còn nếu nó xa, đủ độ xa, tầm độ khoảng 15 đến 20 mét thì nó sẽ cái logo này bán kính nó đâu đấy nó được khoảng 1m8 đến 2 mét các bác nhá. Rồi, tiếp theo là một câu hỏi nữa. Nếu mà xa như thế thì làm sao mà chỉnh độ nét được? Thế thì lúc nãy em có giới thiệu qua rồi. Thì đây em sẽ lấy một cái ví dụ là em sẽ quay vào cái bàn làm việc của em. Như các bác thấy thì hiện tại bây giờ cái đèn này nó đang không được nét lắm, đúng không? Thì em sẽ quay ở trong cái thấu kính này để làm sao cho nó nét. Mình điều chỉnh cho nó nét. Đây, em vừa quay cho bác xem. Thì đến cái tầm mà mình cảm thấy nó nét nhất thì mình sẽ để nguyên.
thì đang ở cái ngưỡng này mà em quay lên trên 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 bờ tường đấy, các bác nhìn thấy nó lại bị mờ này đấy. Thì ở cái điểm nào thì mình sẽ chỉnh cái góc cái thấu kính ở cái điểm đấy, các bác có thể quay quay như này đến khi nào nó cảm thấy nó nét nhất có thể là được đấy. Ok rồi, các bác còn cái câu hỏi nào nữa thì cần em giải đáp thì có thể để lại bình luận ở dưới cái video này nhé các bác nhé. Rồi, video đến đây là kết thúc. Các bác cảm thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.